Đây này các bác này, những ngày vừa qua thì mưa lũ đã gây thiệt hại khủng khiếp đối với bà con ở Lào Cai. Sau mưa lũ thì xuất hiện hiện tượng là bầu trời đỏ rực này, như một cái vùng lửa này. Đấy. Bác nào mà biết về cái hiện tượng này thì comment bình luận ở phía dưới nhé, để cho mọi người cùng biết nhé.